chào các bạn nha. Đây để mình chia sẻ cho các bạn xem cái chiếc xe nó sẽ kéo những mấy khúc cây xài rất to luôn các bạn ơi. Giờ xe cũng đang đi lại các bạn. Đây kéo những cái khúc xài bự đó các bạn. Xe bắt đầu ve tới nữa nha các bạn. Các bạn hãy xem cái xe kéo này nó kéo cái cây rất là to luôn các còn bên đây thì cái anh thợ của tuổi nha các bạn. Đó bắt đầu kéo cái cây đó các bạn ơi. Rồi rồi kéo rất là nhẹ luôn các bạn. Đó ơi. Rồi bắt đầu kéo gậy lên luôn các bạn ơi. Rất là tiện luôn các bạn. Cái máy này, thành tập này nó truyền nhông rất là nhiều nhông luôn nha các bạn. Đây bắt đầu kéo tiếp một khúc cây đó nữa các bạn ơi. Rồi bắt đầu kéo đó nha các bạn. Tài xế nhí lái rất là cao siêu luôn các bạn ơi. Đầu xe chạy qua bên kia kéo nó bên kia nữa nha các bạn. Bắt đầu anh ta ve lại các bạn ơi. Ve lại ve tuốt vào trong luôn nha. Kéo mấy chiếc xài
bắt đầu anh ta cột cái cọng dây cáp đó vào cái khúc xài bự đó nha. Rồi bắt đầu xe nó kéo đó các bạn. Đó, các bạn thấy cái xe tân tập này nó chế ra những mấy cái nhông bự bự đó để cho cái đề tua nó mạnh lên các bạn. Kéo rất là tuyệt luôn các bạn ơi. Đó, bắt đầu lên luôn, tiếp lên luôn các bạn ơi. Ơi. Nung cái khúc cây ở trên xe ra trước rồi các bạn. Bắt đầu lên từ từ nha các bạn, nung dây xuống lên từ từ nha. Rồi bắt đầu kéo lên luôn nè các bạn. Đó ơi. Coi khúc bự ở trên xe rồi lên nó cũng rất là khó nha các bạn. Nó lên nó nhõng quen luôn, nhõng luôn. Đẩy khúc đã tới trước rồi các bạn ơi. Để coi anh dùng dây khác nữa, anh kéo như thế nào nha. Kéo khúc cây nó tới thế gì luôn đó các bạn ơi. Đó các bạn thấy cái máy không? Nó kéo lần rút lại nè. Tới chút nữa nha các bạn. Đó, lên tới luôn. Rồi đó bắt đầu kéo khúc cây đó lên tiếp nữa nha các bạn.
Rồi bắt đầu kéo các bạn ơi. Đó. Rồi cho 2 phút nó nằm vậy luôn các bạn ơi. Giờ kéo thêm một khúc, còn một khúc nữa nè các bạn. Kéo cho nó lên luôn các bạn ơi. Đó, giờ bắt đầu kéo lên đó các bạn ơi. Rồi vừa tới là vừa lọt cái móc ra luôn các bạn. Lên luôn, ừ lên luôn, lên luôn. Rất tuyệt luôn các bạn ơi. Bây giờ xe chạy tới lận lấy cái khúc cây bị lọt này lên luôn nha các bạn. Lên luôn, lên luôn. Trời ơi, lên luôn. Dở lên cái cây bự lên luôn con gà. Lên luôn. Anh cọc cái cọng dây dưới đó cái nữa là kéo lên luôn nha các bạn. Lên. Rồi đã lên xong rồi đó các bạn ơi. Còn một lóng nhỏ đó nữa là kéo lên là đã xong luôn nha các bạn. Lên luôn, ừ lên luôn. Rồi đã xong các bạn ơi. Giờ máy xe dặn chạy ra nha các bạn. Thôi mình kết thúc video các bạn ơi, hẹn các bạn video tiếp theo ha.